Các bạn ơi, đến đây thì chúng ta có thể thử được những món đặc sản tại đây như cơm lam nè, rồi thịt lằn bản nướng, thịt trâu gác bếp. Xin chào các bạn, hiện tại thì Cao Duy đang có mặt tại cầu kính Rồng Mây. Đây là chiếc cầu kính không phải là chiếc cầu kính đầu tiên tại Việt Nam, mà là chiếc cầu kính có không gian, khung cảnh cũng như là các dịch vụ rất là đặc biệt. Có lẽ đây là điểm đến rất là thú vị dành cho du khách. Sau lưng Cao Duy là một chiếc cầu thang cầu vòng để bắt lên trên cao để chúng ta trải nghiệm những trò chơi mạo hiểm cũng như là các dịch vụ tại đây. Nào các bạn cùng đi nhé. Các phần chính của cầu kính bao gồm lối đi trong lòng núi và hệ thống thang máy trong lòng kính và cầu kính đạt tiêu chuẩn quốc tế. Điểm cao nhất của cầu kính hiện tại là 2.200m so với mặt nước biển. Và cầu kính được xây dựng nhô ra 60m so với vách núi để tạo cảm giác độc lạ và bay bổng cho du khách. Phần cầu kính ở đây được bảo vệ với các lớp thành kính rất là an toàn cho du khách và sàn kính được lắp đặt bằng kính cường lực 3 lớp dày đến 7cm, chứa được 3.000 người trên cầu kính. Travel trên kênh Minh Cường Entertainment đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.